Anh em đi AB muốn thay bao tay thì chú ý điều gì? Với cái dòng AB sau này zin trên xe sẽ là gù cao su lõm, làm mất thẩm mỹ mà đối trọng không tốt nữa. Khi anh em muốn thay bao tay thì nhìn lại gù nhựa zin nó quá chán, mà muốn thay luôn gù cho nó đẹp á, thì phải cực khổ tìm đúng loại gù lõm ở trong nè để bù lại cái phần ghi đông dư phía bên ngoài bao tay vậy nè. Thôi thì cũng thấy bao tay zin nó chai rồi mà còn trượt xoay luôn nữa thì cũng đến lúc thay mới, mà mới thì phải mới luôn cái bao tay nè và cái gù cho nó quách. Lỡ từ Hóc Môn chạy qua cũng dầm trận mưa rồi nên anh khách cũng không ngần ngại chi 110k cho bao tay Racing Boy và cặp gù chỉ 150k thôi anh em. Tổng chi phí là 260k mà còn được bao tay chính hãng, siêu êm, siêu bám tay. Còn gù thì tiêu chí là phải nặng, phải sáng bóng mà đặc biệt là phải gắn được cho cái đông AB này. Giờ gắn thì quá hợp lý rồi còn gì đúng không anh em. Còn thêm vấn đề mà ai gắn bao tay đồ chơi cũng lo sợ là bị xây nè, bị lỏng cái bao tay bên trái và nó u nần nhấp nhô bao tay bên phải. Thì anh em đừng có lo, kỹ thuật bên mình có cách hết á. Anh em nào muốn biết cách làm chi tiết hơn á thì hôm nào Nhật chia sẻ cho. Trước tiên buộc phải xử lý sạch sẽ rồi mới gắn bao tay mới được không anh em. Vô bao tay thì cũng đơn giản à, gắn lên đúng đẹp mà như Nhật nói vậy á, nó sẽ lòi cái ghi âm đúng không. Anh em cận cảnh cái gù dành cho AB nè, nó sẽ có phần lõm ở trong vầy nè để bù vào phần ghi đông dư đó, mà chắc chắn phải canh thêm lông đền nó mới đẹp được cái bao tay, chứ không là nó ép cái bao tay nhìn nó không có thẩm mỹ đâu. Bên phần ống ga cũng vậy anh em, muốn không bị vướng ống ga thì phải có độ hở hai bên bao tay và phải trừ hao khi bao tay mình giãn nở nữa. Anh em thấy có đơn giản không? Cũng ít nhất mất 15-20 phút để hoàn mỹ con xe gắn bao tay và gù tại số 2 bánh cho anh em, chứ không phải gắn chơi đâu nha. Trả công vậy chứ không có tính phí đâu anh em, anh em yên tâm ha. Rồi thì mình sẽ test lại hết nè, về thẩm mỹ là phải đẹp rồi. Logo thì quay lên trên nè, khít độ hở ống ga không nhiều, lên ga trả ga là phải nhẹ nhàng thì mới giao xe được chứ. Không quên chăm sóc thêm 4 bước chăm sóc không tốn phí cho con xe anh em nữa. Bơm bánh nè, tăng thắng nè, lau mặt kính và đồng hồ, còn xe số sẽ được tăng sơn, tăng con nữa đó. Rồi thì để được tìm được cái nơi á mà tìm cái bao tay ưng ý nè, gù ưng bụng nè thì anh em tới đâu biết rồi ha. Hẹn gặp lại anh em từ số 2 bánh ha. Cảm ơn anh em xem clip.